Đó, thấy không, thứ bự trời con gì vậy? Nhìn quá thứ thứ già. Ồ, phải vô thôi. Đó, má ồ, dài cùng tháng năm biết mà đời vui no ấm quanh năm với cùng cả tô ruộng xuôi con nước trôi lững lờ xanh thắm ruộng đồng phát ngò quê hương cửu long chín nhánh phù sa dòng bay của mẹ chan chưa tình bao la cửu long chín nhánh phù sa dòng vai của mẹ chan chưa tình bao la. Nguyễn Hùng xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Hôm nay Nguyễn Hùng cũng ra sông để ghi hình hai vợ chồng chài cá trên sông Tiền. Rồi mời bà con cô bác và các bạn trải nghiệm nghề chài cùng với Nguyễn Hùng nhé. À, trời này có lý à. Cóc con tự nhiều bụng. Nếu phải con 2-3 ký đỡ biết nhiêu nó tự. Cóc con quá nhiều luôn rồi. Ánh trời hấp dẫn lắm nha cả nhà, anh này ánh trời đỉnh lắm ạ.
Thì thôi mà, cái vậy con vậy con. Hy vọng là trời này quấn một hai con cá lớn gì đấy. Đó, thấy không, thứ bự trời con vậy nhìn quá thứ thứ già. Đi phải vô thôi đó má ô lý hả lật luôn hả, vậy nó đâm xuống không vô túi luôn à, quá uổng tờ nãy đó phải gờ gối nó luôn ha. Sao lui ra chứ, trong đó còn trống nhiều đó, vô đó chạy đây được mà, sát đó đó anh vậy hả, có cày rồi hả, tưởng đâu ấy trên đó đây có nung vô một chút nữa cũng ghê, tưởng nó dinh hơn ký gì vậy, cái ầm tôi tưởng có cấp không. Ừ nãy phải xe lưới rồi cho nó dính ở trên luôn rồi. Nó đưa lên cho đi văng sợ nó gặt ngang nó bể nè, Ừ. đuổi nó bể. À vậy anh cứ đuổi luôn hay nó sống đi đi. Đúng là cá đó là cá già để cho đẻ luôn. Vậy hả? Nó ổn, đựng cá. Đựng cá bự mừng muốn chết luôn. Ham thấy mà ghê luôn. Đó, nhảy lên nữa, cái thằng Vinh này hay tội. Vút chạy rồi mà con ăn không được. Đó thứ già luôn, con thứ già kia đắt tiền mới đi tốt rồi. Uổng hết sức là uổng luôn. Sáng giờ anh chị chưa cơm hả? Bởi cái này là đói rồi. Vậy hả, vậy đằng đó sâu dữ lắm mà xích này cạn hả. Sao anh không giải xích vô đó chỗ sâu á cá mới nhiều trời. Hên vỗ mà hên cá leo cá cóc già đồ kia mới có tiền, chứ mấy cái quỵnh sâu đó, đó cá lăng nha thứ bự nữa này chậm đó.
Dạ. Giải viết biết chỗ chứ không biết mệt lắm. Đó lý đó đừ lũng trời ơi vậy mà lũng chài nữa hả, mở vậy lên có bự là nó gặt lọt ngoài đó đó có lý không đó. Cái này là chài chài sao nè, lên đó chài là trúng rồi, bảo đảm thứ bự nằm đó chứ không đâu có chân cái bệnh này. Dạ. Dạ. Ôi cô Linh cũng thấy ham. Cũng ít chú ơi. Giải như vậy nè. Giá trà nào cũng về nè chứ không nhiều nữa. Vậy hả? Hôm qua chú quẩy cũng giải cũng thấp tiêu. Dạ. Đúng rồi, không giải cái này phải ông bảy giải đâu có mồi. Giá lan à. Dạ. Đúng rồi, dễ dùng mà. Quá mê luôn rồi cả nhà. Ồ. Dạ. Sao giải chài này có quá thế luôn à. Dạ. Quá sao ham. Rúi chài cái thân vậy nó đã.
nó về nó chán, nói tới là nó ngò nó bắt được chứ. À cái này dễ lắm chú ơi, chú gõ kênh YouTube nói cái tên kênh của con là gõ vô có liền à. Bữa đầu tiên cũng đâu biết. Cậu mấy đứa cháu ơi ông lên ông có lên đài rồi. Dạ. Yeah. Ngày qua quay ông Bảy, quay từ cho nó xuống tới dưới luôn. Lên cửa ở 6 năm phút rồi đó. Dạ. Cái đây. Dạ. Ồ, cá heo ngon ha. Dạ. Chài này vậy, chài này chắc hai phân không chú sao? Dạ. Trà lọt đúng rồi đó, còn nhỏ quá có Linh. Dạ. À. À. Cũng như chưa có ấy thì nó dạo đầu nó mạnh, dạo sau bắt đầu nó yếu à. Như giải mó còn mấy con ở xa chỗ đó nó mới lợi. Mấy con gần nó hừng sáng sớm rồi mình làm nó rồi. Ồ, cá heo ngon ghê. Ồ, cái chày này cá heo có nhiều nè chứ không? Ờ đó, ngày mai bắt đầu con quay con giáp lại cái nữa. Ồ, thấy hào quá. Nói về chài này cũng mấy ký nha chú Sắc. Thấy nhiều quá. Cái chài mà cỡ 10 ký chắc thôi đen vui hết. À. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha, ngày mai quay tiếp tục để ghép vô cái này. Quay liên kết hai chồng anh chài này nha cả nhà. Mấy anh chài gạn đi rồi bây giờ tôi quay hai chồng anh chài. Đẹp nha. Sớm giờ chạy có con nào ngon chưa vậy anh? Tôm không hả? Thôi. Rồi. Cái này quá gió. Gió không nổi. Rồi. Anh Vinh kéo lưới đi giờ thôi quay là quay anh luôn đi. Nhưng mấy ông làm mau lắm chút về à. Nhiều tiền thiệt nhưng mà nói vậy chia ra ba ông ngày triệu mấy hai triệu mỗi vậy chia ra cũng người già chấm. Mệt. Ôi ngày đó không chơi. Quá đó là thâu ngủ tôm cạn kìa. Hay dữ trời.
Có tôm là trời có tôm cạn liền trời. Đây là cả nhà không, tôm cạn nó nằm nó cũng cạn không. Đó. Tôm cạn. Cá linh. Cá thiểu. Dân miền Tây quê tôi là chài tôm cạn đó phải không? Mới chài nãy giờ là cái thao cá thiểu này luôn đó hả? Ồ, ngon quá cả nhà ơi, cá thiểu nha. Đó, còn cá, còn tép đó. Ừ. Em đi chắc chắn à, lên liền à. Yêu cầu làm bổ thì sao được 2 ký tôm đó cũng ngon ha. Được không? Ừ, được với lại mà 2 ký tôm cũng được rồi, cá phụ thêm nữa. Trời ơi, hết hồn luôn cả nhà ơi. Thôi nè, có tôm anh chạy tới cỡ này luôn nè. Trời ơi, cũng bị hồng bụng lắm mà, giác này hơn ký rồi đó. Thôi rồi làm ngày này phải im. Đúng rồi, cái ngày mình làm giá tiền nó mệt lắm. Mà thà kệ mệt mà có tiền đi nó khỏe. Ồ, dính ở trên kìa. Thấy ham không trời ơi. Quá. Quá xa ham. Ồ, coi có tôm không đây. Chắc ồ có nữa kìa. Có tôm có cá luôn. Quá hên. À, chài mà nó dính cỡ này nha cả nhà. Có gì sung sướng bằng kéo lên mà thấy nó dính chầm chầm là mê chứ không gì. Bằng cực mà nhờ vậy đó bởi ham chứ mà kéo lên có là buồn lắm. Mệt. Không đúng rồi, làm cái nghề gì vậy không có nó buồn nó mệt mình làm biết có nó hăng. Đây nè con tôm nè cả nhà, đó chài dính tôm bự không à nè. Quá xa hàm. Cá này là cá ngon nha cả nhà ơi, cá thiểu quá, không phải là cá linh đâu. Cá thiểu này nó đắt tiền hơn cá linh dữ lắm. Cả nhà ơi, cá thiểu này làm gì ăn, viết bình luận bên dưới cho Nguyễn Hùng nha. Bình luận cho người dân miền Tây mình coi như vậy là cá thiểu này những bà con đang ở mà Sài Gòn, Bình Dương rồi nè. Làm cái gì ăn bây giờ. Khô khô tiêu đồ được không biết.
mỡ hành rồi ha. Đó, tôm đó. Cá hiểu đó, ham không? Này cũng mấy ký cá hiểu luôn rồi nè. Rồi, cảm ơn hai chồng anh nhiều nha. Mình cũng xin khép lại video, mong quý bà con cô bác và các bạn ủng hộ kênh Sông Nước Cửu Long, đăng ký kênh Sông Nước Cửu Long và cho Nguyễn Hùng một like. Nguyễn Hùng rất cảm ơn. Hẹn gặp lại video sau. Xin chào.